Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong clip buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một cặp loa có một chất âm rất là đẹp đến từ châu Âu. Đó chính là cặp loa của hãng Belvox và model của cặp loa này là 6214. Như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình thì cặp loa này màu sắc của nó xuống màu theo thời gian, xuống màu theo năm tháng. Đây. Xung quanh thùng tất cả đều được lạng bằng gỗ. Một cặp loa rất là đẹp. Và chúng ta đi sâu vào phần tổng thể của cặp loa này. Cặp loa này e căng còn nguyên zin. E căng của nó là e căng vải cước. Và đây là thương hiệu của cặp loa BO. E căng vẫn e căng zin anh em nhé. Anh em có thể nhìn qua này. Đấy, từ những cái dính này vẫn còn nguyên này. E-căng gì? Đây là chiếc e-căng của chiếc loa bên trái và chúng ta đi vào chiếc e-căng của chiếc loa bên phải. Đấy, thương hiệu BO, logo zin, e-căng zin. Anh em thấy cặp loa đẹp không ạ? Zin từ A đến Z luôn. Khuy vẫn nguyên này anh em nhìn chưa? Khuy vẫn còn nguyên. Khuy bên này cũng vậy, cũng còn nguyên. Và đây là tổng thể hình thức phía sau lớp e căng của cặp loa Belvox 6214. Chúng ta có thể nhìn một cặp loa có một hình thức rất là cổ quái. Và với một hình thức như thế này và một cấu hình như thế này, chúng ta có thể nhìn thấy cặp loa này cho một chất âm cực kỳ hay luôn. Một chất âm rất là đẹp như Việt Vinh giới thiệu lúc đầu. Cặp loa này có chất âm đẹp lắm anh em ạ. Việt Vinh sẽ quay rất là rõ để cho anh em xem. Cặp loa này là cặp loa zin nguyên bản, chưa được mở ra bao giờ. Chúng ta có thể nhìn lớp keo được nhà sản xuất niêm phong. Đấy, niêm phong giữa chiếc loa chung và cái mặt trước cặp loa này, chúng ta nhìn thấy nhá. Và chung của nó sử dụng chung giấy oval và gân của nó là gân ướt. Lớp keo rất là dính. Tiếp theo đây là loa chép. Loa chép cũng vậy, chưa được mở ra bao giờ và đang được niêm phong bằng những miếng mút này, anh em nhìn này. Đấy, miếng mút này khi mà Việt Vinh nhấc chiếc loa chép này ra thì cái miếng mút này nó sẽ bị mất. Anh em nhé, tức là cặp loa này chưa được mở ra bao giờ và chưa có ai sử dụng ở Việt Nam và chưa qua sửa chữa. Và tiếp theo đây là loa bát. Loa bát của nó sử dụng bát 20 gân cao su. Gân cao su anh em nhìn này, mềm nhũn luôn. Và số seri của gân cao su này, đấy, có số seri. Và chiếc loa này cũng vậy, cũng chưa được mở ra bao giờ, vẫn đang còn trong trạng thái là niêm phong và zin nguyên bản, chưa qua sửa chữa đâu anh em nhé. Chưa mở ra bao giờ, tất cả còn nguyên zin hết. Đấy là cái quý của cặp loa này. Tiếp theo là chúng ta đi vào chiếc loa bên phải. Em nào mà chơi cặp loa này không phải nghĩ luôn về chất âm. Chất âm của nó rất là đẹp, Việt Vinh phải nói như vậy. Đây, lớp keo vẫn còn nguyên, bụi theo năm tháng vẫn còn nguyên. Anh em nhìn nhé, nhìn thấy lớp bụi nhé. Đấy, lớp keo còn nguyên. Được nhà sản xuất niêm phong đấy anh em nhé. Loa chung hình oval. Đây là loa chép. Loa chép cũng vậy, cũng chưa được mở ra bao giờ. Đấy, chúng ta nhìn thì chúng ta có thể biết ngay được cặp loa zin nguyên bản. Đây, đây là loa chép đây anh em. Đấy, đây là loa chép của chiếc loa bên trái. Và đây là loa chép của chiếc loa bên phải. Zin đẹp đúng không ạ? Rồi, tiếp theo thì đi vào phần loa bát. Loa bát cũng vậy, cũng sử dụng gân cao su bát 20 và cũng zin nguyên bản, cũng chưa được mở ra bao giờ. Ta nhìn cái dấu vết mà những chiếc ghim ốc này nó bắt lại nguyên luôn. Rồi,
tiếp theo thì chúng ta đi vào cái phần lòng bát. Anh em có thể nhìn lòng bát của chiếc loa này rất là sâu. Rốn này của nó là rốn nhỏ và đây là râu. Rốn vải đấy anh em. Lòng loa bát sâu ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những cặp loa Velvet. Nhưng mà cặp loa này Việt Vinh rất ấn tượng vì Việt Vinh thấy rằng là chất âm của cặp loa này nó rất là đẹp. Mà không phải cặp loa Velvet nào cũng có. Lòng nó rất là sâu. Tuyến loa đẹp xuất sắc, màng loa cũng vậy, anh em có thể nhìn màng loa này. Râu rốn này tất cả còn nguyên. Đấy. Mặt trước mặt mộc này, anh em nhìn này. Sơn vẫn sơn zin nguyên bản, chưa ai đụng chạm một cái gì. Cặp loa này là cặp loa đang trong tình trạng zin nguyên bản và là cũng là một cặp loa mới về. Cho nên là Việt Vinh giới thiệu đến luôn cho anh em xem. Để vào chụp này nhé. Chụp rất là sâu. Một cặp loa rất là đẹp đúng không ạ? Và để chúng ta tìm được một cặp loa đẹp như thế này, zin như thế này ở trên thị trường không có nhiều đâu anh em. Và đây là phần mặt sau. Anh em có thể nhìn tổng thể phần mặt sau này, nước sơn của nó vẫn còn nguyên, vẫn còn zin. Cặp loa không qua chỉnh sửa một cái gì, tem mác đây anh em. Đấy, anh em nhìn này, tem bằng vải nhá, rất là xịn sò, xịn đét luôn. Cặp loa này anh em có thể nhìn, đấy, giấy vẫn còn nguyên này, sau có một cái tờ giấy của nhà sản xuất này. Đấy, đây dưới này là model số 214 của hãng Velvet đến từ đất nước Đan Mạch. Bên này cũng vậy. Chúng ta có thể nhìn tem giấy còn nguyên này. Về cái chất của cặp loa này thì anh em có thể nghe qua. Đấy. Thùng gỗ rất là chắc chắn. Như ở chúng ta đang gõ vào một tấm gỗ đặc. Rồi, bây giờ Việt Vinh sẽ đo kích thước của cặp loa này. Kích thước của cặp loa này cao 60cm. Rất ấn tượng đúng không ạ? Và chiều ngang của cặp loa này là 24cm. Và chiều sâu nếu mà chúng ta tính cái mặt e căng là 28cm. Rồi đợi chờ hoa trắng lên.
vừa nhỏ, ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ. Phút vấn vương bàng hoàng hơi sương, nửa vầng trăng vọng gạc đêm trời. Bàn tay trong nắng ấm lên rồi càn đêm gác xuống, thôi kể chuyện xưa. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về cặp loa Bellbox 6214 và đã nghe qua chất âm của cặp loa này rồi. Với một cấu hình như thế này thì chúng ta không cần phải nghe, chúng ta nhìn chúng ta đã biết rằng cặp loa này là cặp loa rất là hay và có một chất âm rất là đẹp. Anh em nào yêu thích sưu tầm liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh xin chào tạm biệt tất cả anh em.